Rồi, xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái máy điếm hạt bụi của hãng Canomax, model là 3888. Rồi, sau đây mình sẽ mở máy ra. À, thì khi chúng ta mở máy á, thì chúng ta thấy có cái giấy tờ kèm theo, gồm có giấy bảo hành đây, đĩa CD, giấy hướng dẫn sử dụng ha. À, đây, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật với bằng tiếng Anh. À, rồi ra thì có máy chính đây ha. Đây, máy chính Canomax ha. Phía sau này có ghi cái model. Máy thì được sản xuất tại nhà máy China theo công nghệ của Canomax ha. À, đây có ghi cái khoảng đo của nó đây, khoảng đo hạt bụi của nó là 0.3, 0.5 và 5 micron. À, này là vận hành trong cái điều kiện môi trường từ 10 đến 40 độ C hoặc là 50 đến 104 độ F. À, này sử dụng pin pin rời, có cái cục sạc kèm theo. À, khi chúng ta đo thì chúng ta sẽ dỡ cái nắp này lên, chúng ta kết nối với cái filter này. Mỗi lần đo chúng ta sẽ gắn cái filter này vô để nó hiệu chuẩn ha, trước khi mình đo. Đó, này mình gắn theo cái chiều này ha, mình gỡ cái nắp này ra. Đó, thì ra thì có dây cáp kết nối USB kết nối máy với máy tính ha, để truy xuất dữ liệu. Ngoài ra thì có cái những cái đầu chuyển đổi ha, 3 chấu thành 2 chấu. Rồi, cục AC adapter ha. Ngoài ra thì cũng có cái đây, dây nối giữa AC adapter 3 chấu ha. Chúng ta muốn sử dụng 2 chấu thì chúng ta sẽ có cái này ha, có cái này chúng ta chuyển đổi nó ha. Đây, ha, có cáp ha, cáp cái nối. Cái máy này thì được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất thuốc ha, y tế, những nơi cần cái độ sạch, kiểm soát cái độ sạch, phòng sạch ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.